COVID-19 bùng phát trên toàn cầu đã khiến các nước phải đặt ra những biện pháp phong tỏa và đóng cửa biên giới để ngăn sự lây lan của dịch bệnh. Điều này tạo ra những đứt gãy trong chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu. Là một mắt xích trong chuỗi cung ứng, kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng không nhỏ từ đại dịch. Số tàu container chở hàng ít đi, trong khi chi phí vận chuyển tăng cao gấp 12-13 lần. Ngay lập tức, những hoạt động để nối lại đứt gãy và thổi lại luồng sống cho nền kinh tế Việt Nam được triển khai từ các cấp các ngành và nhiều người Việt Nam trong và ngoài nước. Ông Philip Rösler từng giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ trong chính phủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel từ năm 2011 đến 2013. Ông cũng từng đảm nhiệm chức Bộ trưởng Y tế ở độ tuổi 36. Ông là người trẻ nhất trong nội các của Thủ tướng Angela Merkel, đồng thời là Bộ trưởng gốc Á đầu tiên của nước Đức. Tháng 5 năm 2011, ông được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do FDP và trở thành Phó Thủ tướng Đức. Sau khi rời chính trường vào năm 2013, ông Philip Rösler trở thành Giám đốc điều hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Thụy Sĩ. Những hoạt động kết nối của ông Philip Rösler với Việt Nam là cả một quá trình lâu dài. Một sự kiện nổi bật trong số đó là vào tháng 11 năm 2020, ông đã dẫn đầu một đoàn các nhà đầu tư châu Âu vượt qua nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 để đến Việt Nam. Một chuyến đi đặc biệt trên nhiều phương diện vì nó diễn ra vào đúng vào thời điểm khi mà những cái biện pháp hạn chế xã hội về trong thời gian dịch bệnh rất là khắt khe, rất là ngặt nghèo. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng là trong một thời gian khá là gấp rút mà cũng tổ chức một cái đoàn 10 người doanh nghiệp của Thụy Sĩ, Đức, châu Âu rồi là có cả Israel và Việt Nam đã dẫn đến một cái kết quả là rất đáng khích lệ là quyết định đầu tư 350 triệu đô sau cái chuyến thăm đấy là một thực sự là một kỳ tích. Đó là thời điểm khi vaccine chưa được phủ rộng và chúng tôi phải trải qua rất nhiều lần xét nghiệm với nhiều thủ tục khác nhau. Các chuyến bay thương mại cũng chưa được mở lại. Đúng là một trải nghiệm khó quên khi mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang kín mít trên máy bay. Vì sao chúng tôi lại phải nỗ lực đến vậy để đến Việt Nam? Vì ngay trong đại dịch, chúng ta phải tính tới sau đại dịch thì phục hồi thế nào, làm thế nào để hấp dẫn các nhà đầu tư. Vì vậy, chúng ta nên tận dụng khoảng thời gian COVID này để chuẩn bị các điều kiện để đón sóng đầu tư nước ngoài. Ông Philip Rösler cũng cho rằng yếu tố con người và giới trẻ chính là chìa khóa cho sự phát triển của Việt Nam. Vì vậy, ông đặc biệt quan tâm đến việc kết nối các công ty khởi nghiệp của Việt Nam với các nhà đầu tư nước ngoài. Người Việt Nam rất thông minh. Các bạn trẻ làm startup Việt Nam không thua kém gì so với các bạn trẻ ở thung lũng Silicon. Chỉ có điều, họ thiếu vốn để đầu tư vào các dự án. Sứ mệnh của tôi là giúp kết nối các bạn với các quỹ đầu tư nước ngoài để thúc đẩy rót vốn vào startup Việt Nam. Anh Rösler cũng đã chứng kiến và thúc đẩy cái sự hình thành của mạng lưới đổi mới sáng tạo thủ đô, trong đó bao gồm 17 trường đại học, 4 hội sinh viên Việt Nam ở Anh, Pháp, Mỹ, Úc, kết nối được 154 quỹ đầu tư mạo hiểm ở trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương với 783 startup. Và từ đó thì những cái khoản đầu tư đã được hình thành và tổng giá trị nó lên đến khoảng 1,7 tỷ đô. Và rất nhiều trong số đó là nhờ vào cái sự kết nối và hỗ trợ từ phía anh Rösler. Nếu không có tình cảm và nếu mà không có những cái sự trân trọng về nguồn gốc gốc gác của mình thì chắc là cũng khó để có một người nào đó mà dành được nhiều thời gian cho cái cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam đến vậy. Tôi đã được chứng kiến tận mắt những cơ hội và tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam và tôi thực sự được truyền cảm hứng. Việt Nam chống dịch rất tốt và chính vì điều đó nên Việt Nam càng thu hút nhiều nhà đầu tư hơn vì họ tin tưởng vào khả năng phục hồi và phát triển kinh tế của Việt Nam hậu đại dịch. Sinh ngày 24 tháng 2 năm 1973 tại Khánh Hưng, Ba Xuyên, nay là tỉnh Sóc Trăng. Ông Philip Rösler được Viện Mồ Côi Công Giáo của nữ tu dòng Chúa Quan Phòng nuôi dưỡng. Khi được 9 tháng tuổi, một đôi vợ chồng người Đức đã nhận nuôi và đưa ông trở về Đức. Họ đã dành tất cả tình yêu thương và sự giáo dục tốt nhất cho cậu bé. Vào những năm tháng đầu đời, tôi chưa bao giờ băn khoăn về nguồn gốc của mình. Tôi là người Đức, sinh ra ở đâu đó gần Hanover. Khi tôi 6 tuổi, cha tôi bảo tôi đứng trước gương cùng ông ấy và nói: "Hãy nhìn xem, trông con có gì khác với ta."
mắt của con, mũi của con và những thứ khác nữa. Tôi đã nhận ra là mình có một nguồn gốc khác và đi kèm với đó là những trách nhiệm khác. Trách nhiệm đó đã đưa tiến sĩ Rosler vượt ngàn trùng xa xôi trở về nơi đã nuôi dưỡng mình những năm đầu đời. Đây là lần đầu tiên sau gần nửa thế kỷ ông trở lại nơi đây. Khi bài nguyện Our Father vang lên, tôi thực sự xúc động. Khoảnh khắc đó diễn ra rất tự nhiên. Mọi người ngồi bên nhau và các sơ cùng cất tiếng hát. Thực sự lúc đó rất tuyệt vời. Người Đức thường không nắm tay nhau, nhất là ở lứa tuổi như tôi. Đặc biệt là những cái ôm, kể cả thời trước khi có Covid, chúng tôi cũng thường ít ôm người lạ. Thế nhưng khi đến đây, khi chúng tôi gặp nhau, tôi đã không ngần ngại mà ôm lấy họ và nắm tay họ. Khi nắm tay các sơ, tôi cảm thấy rất ấm áp. Tình yêu của họ rất giản dị. Đó là tình yêu của những người mẹ dành cho những đứa con của mình. Khi rời khỏi tu viện vào năm 1973, Philip Rosler mới chỉ là một đứa trẻ. Ông hoàn toàn không có chút ký ức nào về nơi này. Thế nhưng, một nỗi nhớ mơ hồ vẫn luôn hiển hiện đâu đó trong ông. Tôi cảm thấy buồn một chút khi nghĩ về nơi này 48 năm trước, khi tôi còn sống ở đây. Tôi đã từng tưởng tượng ra khung cảnh này. Tất nhiên đó là kỷ niệm của riêng tôi, cảm giác của riêng tôi mà thôi. Nhưng ở đây, ngay lúc này, nhìn thấy những em nhỏ đó, tôi vẫn cảm thấy rất xúc động. Tôi và các em cùng nhau đi dạo một vòng và tôi đã nhìn thấy cuộc sống hiện tại của các em. Các em cũng có đầy đủ thức ăn, quần áo, có một mái nhà, một cái giường để ngủ. Nhưng tôi nghĩ điều các em cần nhất đó là sự quan tâm về mặt tinh thần. Cần có người tâm sự, sẻ chia, có người ở bên để các em dựa vào khi nửa đêm tỉnh giấc và bật khóc. Hơn ai hết, vị tiến sĩ gốc Việt thấu hiểu những cảm xúc và khát khao trong trái tim non nớt của những em nhỏ này. Các em đều là trẻ mồ côi, nhiều em vẫn còn chưa thoát khỏi nỗi đau mất người thân do Covid. Điều này thôi thúc tôi cần phải làm điều gì đó cho các em. Điều mà tiến sĩ Philip Rosler làm đó là trở thành đại sứ toàn cầu của chương trình Yêu Thương Nâng Bước, một chương trình từ thiện hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19 tại Việt Nam. Bên cạnh những khó khăn về mặt tài chính cũng như trong học tập, các em nhỏ còn phải đối mặt với những tổn thương tâm lý nặng nề do mất đi người thân yêu của mình. Từ khi tôi sang đây, mới chỉ hơn một tuần thôi, mà số lượng các em nhỏ mồ côi đã có thêm 200 em. Chúng tôi phải làm rất nhiều việc. Vai trò của tôi là truyền thông điệp này tới quốc tế và chúng tôi cần sự chung tay của cộng đồng quốc tế để giúp đỡ các em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Chuyến trở về quê hương lần này của tiến sĩ Philip Rosler không chỉ để truyền đi những thông điệp yêu thương tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mà bản thân ông đã nhận về nhiều hơn thế. Với tư cách là một trong số 60 kiều bào tham dự Xuân Quê Hương, tiến sĩ Rosler đã có dịp được tìm hiểu nhiều về văn hóa và truyền thống Việt Nam. Trên trang Twitter của mình, ông đã khoe với cả thế giới về những trải nghiệm của mình trong chuyến đi này. Ăn phở thìn bờ hồ, uống cà phê trứng, thăm văn miếu Quốc Tử Giám, xin chữ đầu xuân. So nice and beautiful. Hi, I'm Mr. Mang. Xin chào. Giới thiệu với anh Mẫn, đây là anh Philip Rosler. Hello. Thank you. Xin chào. Dạ. Rất vui được ông đến thăm gia đình chúng tôi trong ngày Tết.
Mời ông ngồi. Tôi chưa bao giờ được chứng kiến các công việc chuẩn bị đón Tết cả. Không khí tấp nập trước Tết, những cảm xúc và sự hân hoan của người Việt khi Tết đến. Đó là thời gian cả gia đình cùng chung tay. Trẻ em thì được chơi thoải mái, trong lúc người lớn thì chuẩn bị gói bánh. Good. Guys are very proud. So first time. I want to eat. You want to eat? Yes, wait and us. So here. Okay. We are well prepared for Tết. How do you think? Ông nghĩ như thế nào về phần Việt Nam trong con người mình? I like the sticky rice. Tôi thích ăn bánh chưng lắm. Có thể đó chính là phần Việt Nam trong tôi. How do you think about? Ông thấy sao về Tết truyền thống của người Việt? Tết là một truyền thống tốt đẹp của người Việt. Những cuộc gặp gỡ, sum họp đầu xuân rất thú vị. Truyền thống này nên giữ gìn và phát huy. Tôi thấy những người con đi làm ăn xa, chờ dịp Tết để về đoàn tụ với gia đình. Điều này cho thấy giá trị của gia đình và giá trị của truyền thống. Đó là sự gắn kết của toàn xã hội. Tôi thấy mình ngày càng gắn kết và trở thành một phần của Việt Nam. Tôi nghĩ nhiệm vụ của tôi là phải làm gì đó cho Việt Nam.